cả nhà mình nha. Thì bữa nay trưa nay em sẽ nấu cơm, em sẽ làm món giò trường xào dưa nha với cà nha cả nhà. Thì em đã làm em đã mua nguyên liệu một cái một ít trên này cả nhà. Thì bây giờ em sẽ không thì bây giờ không để cả nhà chờ lâu hen, thì em sẽ bắt tay vào việc nha cả nhà. Thì mình sẽ rửa những cái nguyên liệu để sạch sẽ, ráo nước rồi mình sẽ vô mình xào hết cả nhà. Thì ở đây gồm có là dòi trường em mua với dưa leo, cà chua với củ hành với hành lá, cần tàu. Thì bây giờ em sẽ rửa nha cả nhà. Em mua một cái một ít để mình xào một dĩa. Giò trường mắc lắm nha cả nhà, tới 300 ngàn một ký lần. Em mua khoảng hơn 300 gram á, 100 ngàn. Thì em ra làm để em xào một dĩa giò trường xào. Anh lấy giùm em cái kéo coi. Dao nhỏ cái gọt, cái dao này cắt đi, lôi ra nhiều nó rồi lấy bỏ nó lạc tùm lum nó mất á. Cái dao để dành này mấy mốt em chẻ mít á. Trường này giờ em sẽ sắt ra, xong rồi em rửa muối với rượu nha cả nhà để cho nó sạch. Cái này người ta cũng đã người ta đã luộc trần rồi cả nhà, nhưng mà em sắc ra em luộc muối với rượu lại cho nó hồi mình ăn cho nó đã nó dạng miệng nha cả nhà. Em nói chung em cũng nhát lắm. Sắc ra mình rửa cho nó sạch sẽ rồi bắt đầu mình xào mình ăn cho nó ngon. Cả nhà, cái giò trường em sắc ra rồi. Cả nhà thấy không? Giống miếng thịt nguội quá cả nhà. Này là cái cuốn giò trường cả nhà. Đó, cái này một hồi mình xào xong mình ăn nó giòn giòn sực sực ngon lắm nha cả nhà. Cả nhà thấy giống miếng thịt nguội không? Giống cái thịt nguội người ta dồn không? Đó. Nhiều đây là em mua 100 ngàn cả nhà. Nhiều đây em xào được dĩa. Này em đang rửa rượu với muối nha cả nhà, cho nó sạch, nó bớt mùi tanh để hồi mình xào nó ngon hơn. Rồi. Liệu xong rồi nha cả nhà, cà dưa với giò trường em cũng rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ em sẽ sắc cà với dưa để mình xào nha cả nhà. Là có củ hành nó ngon nha cả nhà, củ hành nó ngọt mà nó thơm nữa. Em sẽ dùng một củ hành luôn. Em đã rửa cái chảo rồi nha cả nhà, để lên giờ bắt đầu mình xào thôi. Bắt cho chảo nóng thì bắt đầu mình sẽ khử dầu tỏi, mình sẽ phi dầu, phi hành.
nấu nấu em sẽ chế dầu vô nha cả nhà. Rồi mình sẽ bỏ tỏi vô. Thơm, thơm rồi cả nhà. Thơm lên liền. Rồi em sẽ bỏ cái giò trường vô em xào trước nha cả nhà. Thì em đã bỏ dưa leo vô, bây giờ em sẽ nêm như vậy cho chị vô nha cả nhà. Em sẽ nêm vô đây một miếng đường. Đó. Một miếng hạt nêm chay. Và một miếng bột ngọt. Muối với miếng nước mắm luôn nha cả nhà. Nước mắm để cho nó thơm, cho nó bán cái mùi, bán mùi tan bớt. Đây. Hồi nó thấm rồi, thịt nó muốn chín rồi, bắt đầu em mới thả củ hành với cà chua với rau nêm vô. Tại vì mấy cái đó là mình thả vô là xào qua xào lại từng tí xíu nào là mình sẽ nhắc xuống nha cả nhà. Chứ để lâu quá cà chua với củ hành đó, nó sẽ bị mềm rồi nó không ngon. Nó chín quá nó cũng không ngon. Tại vì mình còn răng thì mình không có thích làm mềm. Cả nhà ai có bia hùng với em. Chứ món này là thấy bắt bén lắm rồi nha cả nhà. Món này em thấy bén lắm rồi đó. Cái này là thùng bia ngọt xớt nha cả nhà. Em sẽ sắc cà xong rồi. Cái đó nó chín thì em sẽ thả cái này vô. Đậy cái nắp lại cho nó chín. Cái món này em sẽ nêm là gốc hành nha cả nhà. Gốc hành với lại cần tàu. Mình nêm cái phần gốc hành thì nó sẽ ngon hơn. Hấp dẫn quá cả nhà.
đơn giản, nhanh, gọn lẹ. Chín rồi cả nhà, bây giờ em sẽ thả củ hành với lại cà chua vô. Xào cho nó rút nước vô hết thì nó sẽ ngon lắm nha cả nhà. Mình xào khỏi đổ nước. Em xào này nó ra cái nước dưa leo với lại cái gia vị mình nêm á thì nó sệt sệt, em cũng xào cho nó khô lại luôn. Cho nó ngon. Để cho hấp dẫn và ngon hơn và sinh động hơn thì mình sẽ bỏ tiêu và bỏ rau diêm vô nha cả nhà. Đó. Rau diêm của em là cần tàu với lại gốc hành. Và em sẽ bỏ một miếng tiêu vào đây cho nó thơm. Ngon lắm cả nhà ơi, thơm nức mũi luôn, nghe đói bụng. Rồi, món của em à, giò trường à, xào dưa leo cà chua thì đã chín rồi nha cả nhà. Đó, của em món này em xào chín rồi đó. Giò trường của em xào đã chín rồi đó. Cả nhà thấy cái chảo của em hấp dẫn ngon không cả nhà? Đó. Thì bây giờ mình sẽ xúc ra dĩa để mình dọn cơm mình ăn nha cả nhà. Để em xúc ra một cái dĩa để mình ăn cơm. Mình thấy ít ít vậy chứ xào nó cũng nhiều lắm cả nhà. Xào một dĩa to đùng luôn, một tô luôn.
Cái này mình sẽ làm nước mắm mặn để mình chấm nha cả nhà. Em sẽ cắt ớt làm một chén nước mắm mặn. Đó, thì giờ bắt đầu mình ăn cơm nha cả nhà. Đó, thì em đã xào món giò trường xào cà chua với dưa củ hành. Đó, chấm nước mắm mặn. Rồi, điểm ta tráng miệng của mình là nho nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn cơm thôi nha cả nhà. Ăn cơm uống trước miếng nước đi cả nhà, khát nước quá. Mình ăn cái món này chắc ngon lắm đây cả nhà. Thường là món này đám cưới, đám tiệc tùng đồ người ta mới dám mua món này ăn cả nhà, tại vì nó mắc quá, nó mắc tiền quá. Còn bữa nay thì em sẽ mua về để mình xào mình ăn để trải nghiệm. Thì em mời cả nhà miếng giò trường xào nha. Nó giòn lắm cả nha, giòn mà dai dai. Này mà nhâm nhi với một lon bia nữa thì hết sảy luôn cả nhà. Chắc mấy anh trai đang nói trời đất ơi, cái này tiếc không có bia. Ngon quá cả nhà. Nước mắm em bào tỏi vô nữa, ăn miếng tỏi cho nó thơm thơm, ngon cả nhà. Tỏi sống nếu mà ai ăn được thì lâu lâu bào như nước mắm rồi ăn cũng tốt nha cả nhà, nó cũng trị bệnh. Mời cả nhà miếng cà. Ngon quá. Cái này nó dai dai, nó giòn giòn. Em mời cả nhà miếng miếng giò trường tiếp. Ngon quá cả nhà. Dai dai giòn giòn. Ngon. Cái này nó rất là giòn cả nhà, ngon. Nó giòn cũng như mà lỗ tai heo luôn, nó giòn mà sực 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 sực.
Ngon, ngọt lắm cả nhà, ngon giòn. Cái món này nếu mà chị em nào mà răng yếu là ăn không nổi cả nhà, tại vì nó giòn, nó sực sực, nó giòn vậy lắm, cho nên là răng yếu chắc ăn không nổi. Em mấy bữa nay răng em cũng ê nữa cho nên em dài, ngon thì có ngon mà điều nó cũng hơi ê răng. Không? Xào với cà chua, với leo, với củ hành nó rất là ngọt cả nhà, ngon. Em ăn hết chén cơm. Ngon quá trời hả? Rất là ngon. Cái này là cái khúc nhỏ của nó nè cả nhà, cái giò trường nhưng mà cái khúc nhỏ của nó, em mời cả nhà nha. Cái khúc nhỏ của nó dễ ăn hơn cái cuốn cả nhà, cái cuốn giò trường nè nó rất là cứng, rất là giòn, nếu mà răng ai khỏe thì ăn mới nổi nha cả nhà. Còn cái cuốn nhỏ nè thì nó sẽ mềm hơn mà nó giòn sực sực, ngon lắm, dễ ăn hơn. Răng bữa nay hơi đau cho nên em ăn cái này nó hơi ê. Ngon quá cả nhà. Nên nắng quá em không có ăn trong nhà, em bưng ra gốc cây em ăn luôn, ra gốc cây em ngồi mát. Gốc cây thì cũng nắng, nắng nó hắt nhưng mà có gió hiu hiu cả nhà, cũng đỡ, cũng đỡ hầm, cũng nhà hầm quá trời. Ngon quá. Mấy bữa nay sau video của em ít người xem cả nhà, bộ mấy bữa nay em làm không hay hay sao mà video của em bị tụt cả nhà ơi. Em quay một mình em á thì cũng buồn cả nhà, nhiều lúc vẫn kiếm thêm một người nữa để quay chung, vài người nữa cho quay chung cho nó vui, nhưng mà em kiếm cũng chưa có được cả nhà. Nếu mà cái này mình làm mới á, mình chưa có thu nhập á cả nhà, thì mình kiểu như mình kiếm ai mà quay chung với mình mà kiểu như người ta đam mê á, thì người ta quay, thì người ta không có kiểu như, thì chừng nào mình có tiền thì mình mới ăn chia đầu với người ta.
Còn giờ mình mới quay mình chưa có thu nhập đó, mà mình kiếm cái người đó thì khó lắm cả nhà. Còn hả, mình kiếm ai mà về quay chung với mình thì mình phải trả lương thì nó mới dễ kiếm cả nhà. Nhưng mà thật sự em làm chưa có tiền, chưa có chưa có thu nhập thì mình đâu có tiền đâu mà để mướn cả nhà. Cho nên em quay một mình em đôi lúc thì cũng thấy cảm thấy nó buồn. Cho nên là em rất mong cả nhà ủng hộ em nhiều nhiều đi để em có được mau mau có thu nhập để em kiếm bạn về em đồng hành nha cả nhà. Đồng hành chung với em để quay video cho nó được vui nhộn hơn để cho cả nhà xem nha. Chứ một mình em quay nhiều lúc em thấy có một mình một cũng quay cũng buồn cũng không bằng ta. Nhưng mà em sẽ cố gắng. Cả nhà thương em là được hết rồi cả nhà. Món này ngon lắm cả nhà. Chị em mình mua về làm ăn thử đi. Ngon lắm, giòn. Nhưng mà rất tiếc là bữa nay răng em nó hơi đau, nó hơi ê không. Cho nên là em ăn cũng không được nhiều. Cái này thì nó nguyên một bộ của nó, nếu mà chị em nào thích ăn cái mà giòn nhiều sực nhiều thì nên mua cái cuốn nha cả nhà. Cái cuốn á là nó sẽ giòn nhiều sực nhiều. Còn nếu mà chị em nào mà răng yếu yếu á giống như em à thì nên mua cái cuốn nhỏ, cái đầu nhỏ cả nhà. Nó thì nó sẽ mềm hơn. Hồi nãy giờ em ăn có một miếng mà cuốn cái cuốn lớn à, còn em ăn miếng nhỏ. Nhỏ mềm hơn. Ừ, thật thật. Ngon hơn. Cái cuốn lớn thì chị em ăn nó quen á thì được, có nhiều người không quen, chắc có lẽ nghe cái mùi nó có hơi cái mùi mùi cái không, không phải là cái gì mà cái mùi đặc trưng của thì cái con gì thì nó sẽ có cái mùi đặc trưng của cái con đó nha cả nhà. Cho nên là cái cuốn lớn nó hơi có cái mùi mùi xíu, còn cái nhỏ này thì nó sẽ ngon hơn, nó không có mùi, nó đỡ hơn 70% luôn, ngon hơn, mà mềm hơn, dễ ăn hơn. Cái cuốn lớn nó có mùi. Ý là hồi nãy em đã làm muối với làm muối với lại làm rượu á cả nhà, nhưng mà em cũng vẫn nghe còn hơi hôi hôi. Em sẽ mời cả nhà một miếng này cuối cùng nha cả nhà. Thì em sẽ không ăn nữa. Mình sẽ ăn qua trái cây nha cả nhà. Mời cả nhà. Ngon cả nhà. Xào với dưa ngọt. Thì bây giờ em sẽ mời cả nhà ăn trái cây, ăn nho nha cả nhà. Em mời cả nhà trái nho. Nho này không có hạt cả nhà. Hồi mỗi lần trái cây á, nho này nó rất là mắc, tới 100 mấy một ký lần. Nhưng mà bây giờ trái cây cũng rẻ cả nhà. Nho này á, không hạt mà ngọt.
mà nay nó còn chỉ có 70-80 thôi. Tại vì bây giờ nho nó cũng dễ trồng, ai ta cũng trồng nhiều á, thành ra nay trái cây cũng rẻ. Sầu riêng cũng vậy cả nhà, sầu riêng nay cũng rẻ, đầu mùa mà có 70-80 ngàn, còn hồi đó đầu mùa là tới trăm trăm mấy lần, nay rẻ à cả nhà. Lâu lâu nó cũng có một hai hạt, nó hạt nhưng mà nó ít hơn cái nho kia, nho kia hạt có nhiều, ngọt cả nhà, ngọt. Nhưng mà sao giờ nho này nay cái vỏ nó dày quá cả nhà, sảm. Anh nhớ rồi đó, nho mình ăn cái vỏ nó mỏng mà nó đâu có sảm như là sao nho này cái vỏ nó hơi dày cả nhà, sảm. Em nói không hạt nhưng mà không phải cả nhà ơi, nó có hạt cả nhà ơi, nó có một hạt hai hạt một trái á, nó ít chứ không phải là nó không có. Nhưng mà thường hồi đó nho này nó không có hạt cả nhà, mà sau nay nó lại có hạt, à bữa nay nó lại có hạt cả nhà, nó có một hai hạt. Ngon quá, ăn gì cũng ngon ha. Mà ăn mình buồn quá. Không ai chịu quay với mình hết trơn. Hả, mình mướn á thì đâu có tiền đâu mướn cả nhà. Còn đâu có ai mà chịu đi quay không với mình đâu. Quay không thì chừng nào mai mốt mình có lương đi rồi bắt đầu lúc đó mình có lương thì có nhiều thì mình chia nhiều, còn có ít thì mình chia ít, thí dụ như mình ăn chia nhau đó là do cái đồng lương nó có nhiều hay ít. Còn bây giờ đâu có ai chịu đồng hành với mình mà không trả lương đâu cả nhà, cho nên em quay có một mình em buồn. Quê con mình không có ai để nói chuyện hết. Không có ai để cãi lộn hết trơn. Ngon. Ngon ngon. Em mời cả nhà một trái nho nữa nha. Nay nắng dữ thiệt cả nhà. Mỗi lần vừa qua Tết là cỡ nửa tháng giêng hoặc là cuối tháng giêng là đã có mưa rồi, mà năm nay bây giờ tháng 3 rồi cả nhà mà không có mưa mà nắng nắng gấp đôi mỗi lần luôn. Nắng không chịu nổi luôn, trưa là không chịu nổi. Ồ, nó ai mà này mà cỡ có bệnh gì trời ơi, mà trưa chắc nắng chịu gì nổi cả nhà. Thì thôi video của em chia sẻ với cả nhà thì bữa nay em làm cái món là dòi trường xào dưa với cà củ hành nha cả nhà. Thì đến đây
Em cũng làm xong, cũng ăn, cũng dùng cho cả nhà xem rồi. Video thì cũng đã dài rồi nha cả nhà. Thì em xin chúc cả nhà buổi trưa vui vẻ, một giấc ngủ trưa ngon, khỏe mạnh. Cả nhà có yêu thương em, cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh nha cả nhà. Để ủng hộ tinh thần em ra những video kế tiếp cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà vào clip sau nha cả nhà.